chào cả nhà đến với chuyện nước Mỹ của Tý nha. Sáng hôm nay đi chợ mua cái mũ trôm, một tháng chỉ cho phép được mình ăn một lần thôi, bởi vì nó có nhiều đường á, cho nên là mỗi tháng mua một lần ăn. Thì giá tiền của cái ly mũ trôm là $3.19. $3.19 là bao nhiêu tiền Việt ta? Khoảng bao nhiêu ha? Là có khoảng 60.000. 60.000 ly mũ trôm. 60.000 tiền mình. Tí nhớ hồi nhỏ ở ngoài chợ, ra ngoài chợ Hòa Hưng mua mũ trôm này thì mình nhớ cái bịch mũ trôm ở Việt Nam mà hình như là nó hơi đen đen chút. Còn bên đây thì người ta làm sẵn gì luôn rồi. Người ta làm sẵn trong ly, pha đường luôn. Mình ăn vài lần rồi mà mình chưa có review. Thì mình sẽ review cái vị mũ trôm nha. Đây. Cái vị mũ trôm thì cũng y như Việt Nam vậy. Mình không biết ai là cái người làm mũ trôm bên đây giống thấy sợ luôn. Nó có mấy cái gợn gợn màu trắng nè. Uống vô thì nó cũng thanh thanh y như kiểu của mình ở Việt Nam vậy đó. Nên là uống rất là thích. Mũ trôm, xương sa, xương sáo, với lại mấy cái gì ta, đậu đỏ bánh lọt là ở bên đây cũng có, nhưng mà lâu lâu mình mới ăn, tại vì mình cũng không thích ăn đồ ngọt lắm. Chỉ quay vậy thôi cho mọi người thấy là bên đây cũng có mũ trôm, là món ăn xa xỉ của mình, chứ không phải là mình đi tìm những cái món gì ghê gớm, tôm hùm đồ, tôm đất đồ như mọi người hay review á. Thì mình chỉ thích ăn những cái gì mà nó bình dân nhất của người Việt mình, mà bên đây người ta vẫn còn giữ lại cái, tức là cũng có những doanh nghiệp họ cũng còn giữ lại cái chất của Việt Nam dành cho những người mà nhớ nhung Việt Nam giống như mình. Thôi xin tạm biệt cả nhà nha. Để tí uống xong ly mũ trôm rồi về nấu ăn đây.